dở về sức khỏe, về tập gym hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Mình có cái tật xấu gì không? Em hay chọc mấy bạn trêu lắm, quá nhây nên nhiều khi mấy bạn cũng khó hơi quạo với em. Đây là Trang, nãy giờ nghe không? Dạ. Giờ em mới khoe sở trường của mình đi nè. Thì em biết chụp ảnh, chụp ảnh. Em cũng biết nấu ăn, em cũng hay tự lập. Em cũng hay tự lập, là đôi khi em tự lập và đôi khi em yếu đuối hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em tự lập thì lúc có lúc không. Tức là em sẽ không làm được việc nhiều việc một mình, nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình. Ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình? Dạ, ví dụ những việc cá nhân của em, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình. Còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ đi một mình hay gì đó, nhưng mà em không bao giờ đi được một mình. Em cảm thấy cô đơn. Vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được. Sao nói chuyện nó quệ chất vậy? Thì bởi vậy cá tính mà chị. Vậy đôi là khi cá cá tính tính người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó, người ta bắt nhịp chứ chị. Còn điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích không? Hay là cục xúc sắc? Khi mà lời nói ra nó hơi bị cục á. Giống như là em cọc tính, em ăn nói bộc trực. Em không cọc tính lắm. Không có phải, ông này không có hiểu, để tôi giải thích nha. Cục chị... xúc có nghĩa là người miền Trung người ta nói như là cục giác hòn á. Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục nhắn nhắn, nó không có văn chương, nó không có hoa mỹ. Nó cục lủng vậy. Nó cục lủng đó, gọi là đúng cục không? xúc Dạ là đúng vậy rồi đó. Đó. Wow, cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. Thiệt mà. Đáng lẽ chưa qua coi cho bà, tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. Ấn tượng á, cá tính á. Dạ, cảm ơn. Được. Sẵn chị đĩa đây luôn coi. Chịu. Đó. Hello em. Wow, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn đó chị. Chị phải tới kỹ hai chàng trai bên đây Nãy em mới được. Thấy bên nhà trai cũng ổn quá ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó chị biết không? Là bị kỹ quá à, em. Cấp độ mấy, cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hay gì? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya, chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi trễ quá vậy, rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe, thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu, hao tốn em thể phải lực. Đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ, thì mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè, nói về sở trường, sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng em nha. Cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ, tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn. Trời ơi, em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị, ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi. Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình, nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được 1 năm. Yêu nhau được 1 năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui, nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. Vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. Rồi em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè, giờ em nói dõng dạc lên. Tôi có bao nhiêu cuộc tình rồi nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê. Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại 2 mối tình kia quen được 1 tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Nguyên thì sao? Em chạy qua 2 mối tình rồi.
tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Và đó là lý do em không công khai. Ý là bạn nó không muốn công khai, bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mức tìm hiểu nhau trên tình bạn dưới tình yêu, không dạ, phải tình rồi. Thù. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Thì em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên bạn đó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn đó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Chuyện tình yêu em sao? Em cũng có 3 mối tình. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm trời, tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Thấy ổn không? Không. Thì để hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? Một năm, nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á, em không phải là yêu kiểu cháy bỏng nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây, nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Sao Nguyên, nãy giờ em nghe ba mối tình của cổ, em có cảm xúc như thế nào Nguyên? Em cũng hơi hoang mang. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây, điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ, thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em, thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Em làm cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên. Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương, bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết. Nếu cảm thấy hợp á thì có thể cho nhau cơ hội. Theo gì em khuyên bạn Nguyên là chọn bạn dạ, nào? Dạ theo em như bạn Nguyên á thì em chọn bạn ghế màu xanh. Chọn bạn ghế màu xanh. Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Rồi, mời em gái còn lại. Dạ, em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. Nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính. Với chị em thì thực ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ, yêu thương rất là ngọt ngào. Nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp. Em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em? Dạ, nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghế xanh. Tiên thích mẫu người bạn gái thế nào? Để anh đứng đây anh coi nè. Dạ, em thì em thích gái nhìn sạch sẽ. Có nha, người ta sạch sẽ nha. Tóc dài thì càng tốt, tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng. Có nha, nhưng mà người ta quấn lên nha. Kiệm lời một chút. Mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa, người ta thí dụ như đi hát là mặc loài cái ngực chút gì, người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng hay chỗ này. Ca sĩ mà
Dạ em phải thông cảm cho người ta. Ví dụ như bạn ấy hát xong em đón bạn ấy, ok em khoác cho bạn ấy một cái áo, chỉnh chu lái xe chở đi ăn. Đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình thấy khó chịu. Vậy là cũng anh ấy cũng có gãn. Em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không? My à, em đừng nói gì hết, em hãy hát đi. Em đứng ở vị trí nè, gần hơn nè, đó. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Giờ em hát nữa đi nè. Em hát nữa nè. Hát bài nữa đi nè. Bao ngày em ngóng trông, đã bao đêm dài lòng em ngóng trông. Ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây, bao lời em hát lên, trái tim em dành trao đến anh. Người yêu ơi, em yêu riêng mình anh thôi. Hai cô gái đều có một giọng hát thiệt, nó quyến rũ quá Tường ơi. Thở đi hai đứa, thở. Mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè? Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Theo em là cái tử tế là như thế nào, gọi là tử tế? Khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự tốt một xíu. Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á. Nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi, mà quay qua với người xung quanh trớt quớt là không có. Ta nói chuyện rất kiệm lời, gom hai chữ thôi, chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha. Được. Mà mẫu người lý tưởng tình đơn phương sao? Chỉ cần cao hơn em là được. Ừ. Em cao mét mấy? Em cao mét 53. Rồi, cao hơn em là được, mét 53 rưỡi. Trong showbiz thì em thích cái hình tượng của chị Cano. Chị Cano. Chị Cano. Trời, là bà chị mà. Chị biết Cano không? Hả? Chị Cano là cặp bài trùng với lại Quỳnh Lập á. Sao thích ngộ vậy? Đấy. Còn cái tiêu chuẩn gì khác không? Chứ bên đây không có Cano rồi đó. Không có Cano rồi. Còn cái gì khác nữa không? Thực ra thương em là được. Nói vậy thôi chứ cô bé cũng kén lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nghe vậy chứ không phải vậy đâu nha cơm. Nha. Cười tủm tỉm cái gì? Nãy giờ nghe rõ không? Dạ rồi. Mình cảm thấy mình thích người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ra sao? Nếu một người dạng vậy, biết suy nghĩ về gia đình một tí là được rồi. Cái thời khắc quan trọng, ông mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp, rồi mình mới đưa ra quyết định. 2, 3. Mở cửa trái tim. Yeah. Cảm xúc như thế nào? Mời Tiên. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bạn áo trắng đầu tiên, tại vì bạn là ghế áo đỏ. Áo hồng cưng ơi. À, áo hồng. Mắt cưng có vấn đề. Quá rồi màu. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ, với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em cũng xác định rồi, thì thấy bạn dễ thương. Ừ. Dạ. Nguyên. Dạ. Nhận xét cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ, thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Mới đá lông nheo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rụng ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay là còn hoang mang? Chưa chị, đang hoang mang lắm. Đang hoang mang? Dạ đúng rồi. Thì em đang hoang mang, đang chưa biết chọn ai luôn. Bây giờ tới đàn gái nè. Ấn tượng đầu tiên về bạn ghế đỏ thì nhìn bạn hơi rụt rè. Dạ, bạn ghế xanh thì em thấy
nhìn bạn hiền. Hết rồi ạ. Không, tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Wow. Cười cười, phải bạn cười. Bạn xí, để hỏi lại nè. Nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á, 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè? Thang điểm 11. 10 trên 11. Ngộ ha. Thằng Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11. Mình thẳng thắn cục xúc ngắn gọn đi em. Dạ, 9 điểm. 9 điểm? 9. Cũng xích xào dữ ha. Xích xào á. Xích xào á. Chủ động đi các em, cơ hội không có đến nhiều đâu. Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin. Em ăn cơm chưa? À, cũng được, cũng được. Sao giống cục xúc giống bên này? Bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử. Anh ơi, thấy có dĩa sushi. À, người ta rất là tinh tế. À, có dĩa sushi. Mà hỏi ăn cơm chưa, sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi. Trả lời đi cưng. À, dạ, chưa. Sao nữa? Chúc nữa ăn sushi nha. Sushi của người ta đem theo mà. Như cái này đem tới là để cho anh ăn á. Đâu giờ đem luôn cho rồi đi. Anh ăn mà anh ăn đi. Là cái này em chuẩn bị hả? Đúng rồi, em chuẩn bị á. Vậy anh ăn ít rồi để. Anh cảm ơn nha. Là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho? Thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn. Ai ăn thì ăn, ai ăn ăn đi. Rồi bây giờ tới em hỏi nè, mà giờ em hỏi anh ghế xanh hay ghế đỏ nè. Em cũng không biết hỏi gì hết trơn. Nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em. Chủ động đi đàn ông trai. Trời. Em đợi, em nhận sushi em phải trả lại chứ. Rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn, cũng được lắm. Sao mở cửa ra nói chuyện, sao nó chót mốt vậy trời. Ủa, đòi lại luôn hả? Không, em anh gói lại cho em. Đây anh. À, rồi để đây. Còn nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Không mệt quá, dẹp hai này. Em, văn phòng mình phải thể hiện đúng lắm. Nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Rồi. Cảm ơn anh. Ôi. Chưa anh, chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi hả chị? Nói gì đâu. Kêu đây, người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị. Không, phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè, chứ không nói gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay, ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ít trang hồi em vẫn về nhà gặp mẹ. Còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó cho cuốn sổ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó, là ý nghĩa của nó là như vậy. Đúng không em gái? Dạ, em xin lỗi. Cảm ơn em nha. Em xin lỗi cái gì? Em xin lỗi để làm anh ăn ta là bằng một tí. Ăn ta là bằng. Ăn ta là bằng là gì? Lại cục xúc. Thực ra đây là một cuốn sách rất là đáng yêu. Có một số cái câu mà làm cho mình có thêm động lực. Chị hỏi em nè, lần này muốn yêu đơn phương hay là muốn tỏ tình trước, hay là muốn để người ta tỏ tình mình? Em muốn tìm hiểu từ hai phía. Em muốn ai là người chủ động? Cả hai. Hai đứa chủ động đi. Vậy chị, cho nắm tay coi. Đạt, qua đây. Qua đây không hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Chủ động đi. Chờ chị, chưa tìm hiểu, chưa tìm không, hiểu. Bây giờ là cảm xúc. Truyền cảm xúc. Cảm xúc phải có dòng điện. Mạnh mẽ lên em. Rồi, nhìn vô mắt. Nhìn vô mắt nói cảm xúc. Tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây tí, mình bấm nút sau nha. Ok. Bây giờ mình lãng mạn hơn nè. Romantic hơn hả chị? Romantic hơn nè. Một bên là diễn viên, một bên là ca sĩ nè.
anh ăn miếng này có tương ớt. Rồi sao nè, một cái sự tử tế. Cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn. Tại anh biết em thích tương ớt. Thấy chưa? Anh xúi vậy đó, để có gì hai đứa đau bụng chung. Ta tự làm, bậy bạ. Rồi. Nắm tay. Anh để khoan, đợi nuốt là anh chưa nuốt mà. Thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai. Nghẹn sao chị? Trời, nắm tay luôn. Nhìn nhau ăn. Đúng rồi. Ăn sushi. Nhìn nhau 30 giây đi, mình mới nói chuyện được. Nắm tay còn hơi vụng về ha. Em có cần có một người chở em đi hát không? Cần. Anh từng chạy Grab, anh biết đường giỏi lắm. Duyên dáng quá trời. Ví dụ như em hát về trễ mà mệt quá, em muốn có anh ngay lúc đó thì anh có xuất hiện ngay được không? Anh tin tiên nhưng mà anh không phải là tiên. Không xuất hiện ngay được đâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là chương trình đã chọn cho mình cái người phù hợp thì mình bấm cái nút với cái màu ghế của mình. Nếu mình cảm thấy là mình thích cái người ở cái ghế màu đối diện hơn, mình có quyền bấm cái màu của cái ghế đối diện. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy không rung động và không muốn bấm ai hết thì chúng ta có quyền không bấm nút. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và 1. Hết giờ. Nhà trai của tôi có bên cúp điện. Cúp điện. Hai bên nhà trai và gái cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có một đôi thành công, đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ. Yeah. Trước tiên nắm tay nhau. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại. Dạ. Tại sao em không quyết định bấm nút? Bởi vì thứ nhất là em mến bạn đó nhưng mà chưa tình cảm nên là không muốn bấm nút. Nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè. Tôn trọng. Tôn trọng. Cái đó từ quá nghiêm túc mà, đâu có gì đâu cục xúc. Em trưởng thành rồi đó. Vậy thì em sẽ nói từ khác. Được rồi, được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Người ta đã rõ ràng như vậy rồi. Nói thiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Nắm tay đi các bạn và hãy tặng nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta về chung một đội. Wow. Tiên, chủ động lên em. Anh Hùng nghe má em nha. Em chuẩn bị nha. Em chuẩn bị, ta báo rồi đó, tử tế lắm. Thôi nếu mà hồi hộp quá thì nhắm mắt lại đi. Lẹ lẹ đi anh. Dễ thương.